Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi Mỹ chính thức đưa quân vào miền Nam Việt Nam, theo gót họ xâm lược nước ta là hàng loạt các nước đồng minh chư hầu khác. Hàn Quốc là một trong những nước chư hầu của Mỹ gửi quân sang tham chiến tại đông nhất trong thời kỳ diễn ra chiến tranh Việt Nam. Số lượng quân lính Hàn Quốc được gửi sang Việt Nam nhiều thứ hai chỉ sau Mỹ. Ngoài Hàn Quốc, Australia và New Zealand cũng có gửi quân sang Việt Nam tham chiến cùng với Mỹ trong thời kỳ này. Các cố vấn quân sự của Australia đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1962 và những binh lính Australia đầu tiên đã đặt chân tới nước ta từ năm 1965. New Zealand cũng nối gót Australia và Mỹ bắt đầu gửi các đơn vị công binh và pháo binh đầu tiên của mình tới Việt Nam từ năm 1965. Sau này, khi thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam leo thang, phía New Zealand còn gửi các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ sang tham chiến. Số lượng lính Australia đông nhất tại miền Nam Việt Nam được ghi nhận là 7.672 người, trong khi đó phía New Zealand là 552 người. Tổng cộng có khoảng 60.000 lính Úc và 3.500 lính New Zealand đã từng tham chiến trên chiến trường Việt Nam. Còn số thương vong của lính Australia là 521 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương, trong khi đó ở phía New Zealand có 37 lính thiệt mạng và 187 lính bị thương. Phần lớn các lực lượng Australia và New Zealand đóng quân ở khu vực Phước Tuy, nay là Bà Rịa Vũng Tàu. Video này, chúng ta hãy cùng theo dõi 3 trận đánh khốc liệt giữa quân giải phóng với lực lượng New Zealand Úc. Trận Long Tân. Từ tháng 5 năm 1965, Lữ đoàn 1 quân đội Hoàng gia Úc đã có mặt và tham chiến ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Tháng 7 năm 1966, quân Mỹ chuyển giao việc kiểm soát an ninh và bình định địa bàn Bà Rịa cho quân Úc. Quân Úc đã trực tiếp đặt sở chỉ huy dã chiến của Lữ đoàn Hoàng gia Úc tại núi đất do chuẩn tướng Henderson làm tổng chỉ huy. Để mở đầu cho kế hoạch xây dựng căn cứ và công tác bình định, từ đầu tháng 7 năm 1966, dưới sự hỗ trợ của 3 phi đội máy bay và gần 100 chuyên gia chống chiến tranh du kích vùng nhiệt đới, quân Úc ở Bà Rịa đã liên tục tổ chức các cuộc hành quân càn quét ra xung quanh căn cứ của chúng, tiến hành phục kích, đánh chặn trên các ngã đường giao liên và đường vận chuyển lương thực của ta. Với chiến thuật bí mật ém lực lượng phục kích, tổ chức lực lượng bọc lót, cơ động triển khai nhanh, triệt để sử dụng tối đa hỏa lực của máy bay và pháo binh, quân Úc đã gây ra rất nhiều tội ác và khó khăn cho phong trào cách mạng ở Bà Rịa. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 đẩy mạnh các hoạt động phối hợp cùng lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa, tổ chức tập kích đánh vào lực lượng quân Úc, phá kế hoạch bình định của chúng, bảo vệ lực lượng và phong trào cách mạng ở Bà Rịa. Mở đầu cuộc tập kích, lực lượng quân Úc, Trung đoàn 5 tổ chức tiến công ở núi đất theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Sư đoàn. Trước đó, những ngày đầu tháng 8 năm 1966, một số cán bộ sư đoàn và trung đoàn 5 đã về Long Tân do thám, trinh sát địa bàn, tìm hiểu hoạt động của địch và gặp mặt đội lực lượng vũ trang địa phương lên phương án hiệp đồng tác chiến. Sau khi nhận được thông báo báo cáo trinh sát, ngày 10 tháng 8 năm 1966, Ban Chỉ huy gồm các đồng chí Trần Minh Tâm, Đặng Hữu Thuần, tỉnh đội trưởng Bà Rịa đã thống nhất thông qua phương án chiến đấu, quyết tâm thực hiện trận phục kích tiêu diệt tiểu đoàn quân Úc tại khu vực Sở Cao Su Long Tân. Để trận đánh diễn ra hiệu quả và thành công, ta đã bố trí lực lượng tấn công từ các phía, hình thành trận địa bao vây áp sát địch không có lối thoát. Tại đoạn đường số 52 ở Cao Su Long Tân, trên một chính diện dài 2 km, nhiệm vụ phục kích được giao cho Trung đoàn 5 và Tiểu đoàn 445 Bà Rịa. Trong khi đó, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 5 và một đại đội của Tiểu đoàn 445 được hỗ trợ tăng cường súng B-40, một khẩu DKZ-57 làm nhiệm vụ chặn đầu địch tại phía Nam và Tây Bắc ngã ba đường số 52. Phía Tây Bắc đường 52 khoảng 800m, Tiểu đoàn 3 được lệnh tấn công vào khu đột phá chính diện của Chùa Thất. Hỗ trợ ở Tiểu đoàn 3 tiêu diệt địch tại khu quyết chiến điểm, Sư đoàn tăng cường Tiểu đoàn 1 và 2, đại đội Tiểu đoàn 445 phục kích trên đường 52 khoảng 800m hướng Đông Bắc. Để tấn công mục tiêu hiệu quả, Ban Chỉ huy còn bổ sung thêm lực lượng vận tải gồm 80 người thuộc Đại đội Võ Thị Sáu và Đội Phẫu Tiền Phương được chỉ đạo bởi đồng chí Hai Phong và Nguyễn Đình Kính. Vận dụng chiến thuật dụ hổ ly sơn, buộc địch lộ diện xuất quân đi càn quét, đánh dẹp khu vực Long Tân, ta cho lực lượng địa phương và tổ trinh sát của sư đoàn liên tục dùng súng cối tập kích tấn công vào căn cứ của địch ở núi đất, chặn nút giao thông trên đường 52 bằng các ụ chôn mìn vào hai ngày 16-17 tháng 8 năm 1966. Đến 2 giờ ngày 17 tháng 8 năm 1966, các bộ phận của Trung đoàn 5 và Tiểu đoàn 445 Bà Rịa đã vào vị trí xuất phát tiến công sẵn sàng đánh địch.
Đến 15:30 ngày 18 tháng 8 năm 1966, tổ trinh sát báo cáo có một đại đội địch đang bí mật tiến về hướng trận địa của tiểu đoàn 2, cách 650m. Phía sau khoảng 1,5 km có một lực lượng khoảng 2 đại đội và 4 xe tăng thiết giáp đang tiến theo lộ 52 về hướng trận địa ta. Quân giải phóng chờ lính Úc đến gần công sự chỉ còn cách 10 mét mới nổ súng khiến 8 lính Úc chết ngay tại chỗ. Sau khi bị phục kích bất ngờ, lực lượng tăng thiết giáp của Úc bắn xối xả vào đội hình xung phong của tiểu đoàn 2. Lợi dụng lúc tăng thiết giáp đang tập trung đánh tiểu đoàn 2, đội trinh sát sử dụng súng chống tăng RPG-2 tấn công xe tăng đi đầu của Úc khiến các xe sau mất tập trung để tạo điều kiện cho một khẩu DKZ bắn cháy xe tăng thiết giáp đi thứ hai. Thực hiện theo kế hoạch, các mũi xung kích của tiểu đoàn 2 vận động áp sát cận chiến với quân Úc, dùng tiểu liên B-40 lựu đạn giáp chiến với địch. Do bị phục kích bất ngờ và nhiều lính còn thiếu kinh nghiệm nên trong lúc tái tập hợp đội hình và tìm nơi tránh đạn, nhiều lính Úc chạy vào rừng cao su đã dẫm phải bãi mìn do quân giải phóng cài từ trước. Phía Úc bị đánh thiệt hại khoảng 1 trung đội. Lực lượng của tiểu đoàn 1 và 3 của quân giải phóng phía sau tiến hành hỗ trợ và bọc lót cho tiểu đoàn 2 đã giao chiến trong đợt 1. Quân giải phóng thực hiện chiến thuật cài răng lược khi tiến hành đan xen và đánh giáp lá cà với lính Úc để hạn chế pháo kích của Úc. Trong tình hình đó, phía Úc tiếp tục sử dụng pháo từ căn cứ tại núi đất và pháo hạm nhằm chi viện cho lực lượng Úc tại Long Tân bắn hàng ngàn quả đạn pháo vào trận địa của ta. Tuy nhiên, quân ta đã có sự đề phòng và chuẩn bị ứng phó từ trước. Trong quá trình chiếm lĩnh xây dựng trận địa, mỗi chiến sĩ đã được trang bị một chiếc xẻng kèm một bó 10 cây rừng bằng cổ tay làm công sự tránh pháo nên tránh được nhiều thương vong do địch gây ra. Sau đó, phía quân giải phóng đã sử dụng chiến thuật bao vây khi tiểu đoàn 3 chặn đầu còn tiểu đoàn 1 khóa đuôi đội hình địch. Quân lính Úc hoảng sợ cụm lại chống trả, cho hai xe tăng thiết giáp còn lại và pháo binh triển khai hỏa lực bắn dữ dội vào ta. Song các mũi tiến công của tiểu đoàn 3 và 1 vẫn áp sát địch, gây cho địch nhiều thương vong và tổn thất. 17 giờ, trận đánh kết thúc, ban chỉ huy trận đánh lệnh cho các đơn vị rút về vị trí tập kết. Là trận đầu tổ chức vận động phục kích tiêu diệt quân Úc có ý nghĩa rất quan trọng. Lần đầu tiên trên chiến trường ta đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn quân đội. Trận Long Tân kết thúc đánh dấu mốc lần đầu tiên trên chiến trường ta tiêu diệt và làm thương vong cả một tiểu đoàn quân đội Hoàng gia Úc. Trong đó diệt gọn một đại đội lính Úc, bắn cháy hai xe tăng thiết giáp, giết và làm bị thương hàng trăm lính Úc. Riêng chiến sĩ Lê Tấn Tao của quân giải phóng đã sử dụng AK-47 và B-40 tiêu diệt 36 lính Úc. Thắng lợi này góp phần đập tan ý đồ càn quét Bình Định của địch và là bàn đạp thúc đẩy phong trào cách mạng của Bà Rịa – Long Khánh phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trận Long Tân cũng được coi là trận đánh nổi tiếng nhất của quân đội Úc trong chiến tranh Việt Nam. Đây là lần duy nhất trong toàn cuộc chiến quân đội Úc đơn phương đối đầu với quân giải phóng miền Nam Việt Nam và được coi là một biểu tượng của sự gan lì của quân đội Úc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Ngày nay, các cựu chiến binh Úc vẫn hàng năm về thăm quân viên thập tự kỷ niệm Long Tân tại Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 18 tháng 8. Trận đánh có ý nghĩa quan trọng góp phần đánh bại ý đồ bình định tìm diệt của địch và góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Sư đoàn 5, đoàn kết, trung dũng, cơ động, linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù. Trận Hắc Dịch 1969. Hắc Dịch, nhiều sách địa lý gọi là Hắc Dịch, là một khu rừng thấp nằm ở phía bắc núi Ông Trịnh giữa quốc lộ 5 và liên tỉnh lộ 7, nối liền giữa khu rừng Sác và chiến khu D. Từ những năm 1960, quân giải phóng đã xây dựng Hắc Dịch thành một mật khu với hệ thống địa hào chằng chịt, có đường giao thông hào và các ụ chiến đấu. Cứ cách giao thông hào từ 100 đến 200 mét lại có hầm trông được ngụy trang kín đáo để ngăn chặn địch càn quét từ bên ngoài. Ban chỉ huy còn chỉ đạo xây dựng thêm các lối đi thông xuống địa đạo từ các đường giao thông hào, nơi có ụ chiến đấu trong những trường hợp cấp bách. Đánh giá đây là một khu chiến lược quan trọng của quân giải phóng Việt Nam, lực lượng New Zealand và Úc đã tiến hành những trận đánh nhỏ từ ngày 3 tháng 12 năm 68 đến tận ngày 19 tháng 2 năm 69 nhằm phá vỡ căn cứ của ta. Vào năm 1968, bắt đầu với một cuộc tấn công lớn của Việt Cộng và quân đội Bắc Việt đưa ra trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Không chỉ thời gian mà cả quy mô của cuộc tấn công đều đến đầy bất ngờ, đánh vào các thành phố, thị trấn và căn cứ quân sự khắp miền Nam. Cuộc tiến công mùa xuân kết thúc bằng chiến thắng của những người Cộng sản, đặt ra sự lo ngại về khả năng duy trì quân sự Mỹ ở Đông Nam Á. Dân chúng Úc bắt đầu đặt ra câu hỏi về tình hình lính Úc tham chiến tại Việt Nam. Đại diện chính phủ Úc trả lời cho những thắc mắc đó, tướng John Gorton đã tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân đội Úc ở Việt Nam, phần lớn là lực lượng đặc nhiệm số 1 Úc đóng quân ở tỉnh Phước Tuy.
Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1968, lực lượng Úc còn tham gia cuộc hành quân toàn thắng 1 tổ chức tại Lai Khê. Ngày 10 tháng 6 năm 1968, tướng Abrams thay tướng William Westmoreland làm tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại Việt Nam. Quân Úc rút về lại tỉnh Phước Tuy. Trong 18 tháng, quân Úc đã thiệt hại 228 người và 1.200 người bị thương. Giữa năm 1968, quân đội Mỹ bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công quân giải phóng. Chiến dịch mang tên Toàn Thắng 2 ở khu vực Phước Tuy, Biên Hòa và Long Khánh được lên kế hoạch thực hiện bởi lực lượng dã chiến Mỹ khu vực 2 do chuẩn tướng Sandy Pearson làm chỉ huy trưởng. Cuối tháng 12 năm 1968, tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Hoàng gia Úc do Trung tá Philip Bennett chỉ huy cùng các đơn vị xe tăng pháo binh triển khai chiến dịch Woodward, Operation Woodward ở khu vực hành quân mang tên là Tau Vilik Area Operation Tau Vilik nằm giữa Biên Hòa và núi đất. Các đơn vị chiến đấu của Úc còn được Ban Chỉ huy Úc tăng cường thêm là tiểu đoàn 4 Úc New Zealand và tiểu đoàn 9 RAR cùng sự yểm trợ với các đơn vị viễn chinh Hoàng gia Thái Lan và quân đội Mỹ. Về lực lượng của quân giải phóng do Bộ Tư lệnh Khu 7 làm chỉ huy, bao gồm các đơn vị Trung đoàn 274 quân giải phóng, Trung đoàn 74 pháo binh Bắc Việt, Tiểu đoàn Công binh D67, Trung đoàn Thủ Đức, Tiểu đoàn D1, D2, D6, Đặc công, Tiểu đoàn D440, 445, Cơ động tỉnh, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Khu 7. Diễn biến trận hắc dịch như sau. Vào ngày 3 tháng 12 năm 1968, Bộ Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm số 1 Úc được chuyển đến căn cứ FSB Julia. Tiểu đoàn 1 RAR được vận chuyển bằng thiết đoàn A, trung đoàn 3 thiết kỵ cùng thiết đoàn C, trung đoàn 1 thiết giáp đến căn cứ FSB, cách hắc dịch là 6 km về hướng Tây. Cuộc triển khai hoàn tất lúc 11 giờ. Với sự đề phòng cao độ, đại đội với sự hộ tống của hai chi đoàn xe tăng tiến vào lùng sục mang tên là AO Wandai. Phía sau là hai đại đội B và C, các đơn vị viễn chinh Hoàng gia Thái Lan cũng bắt đầu tiến hành lục soát ở khu vực phía Bắc mang tên là AO Bang Len. Các đơn vị pháo binh Mỹ cũng đã chuyển đến căn cứ FSB Chestnut ở phía Nam Biên Hòa để có thể bắn yểm trợ trực tiếp khi cần. Ngày 4 tháng 12, các cuộc đụng độ lẻ tẻ bắt đầu diễn ra, lính Úc phát hiện một kho gạo. Lúc 13:47, trung đội 9 thuộc đại đội C phát hiện một doanh trại và hệ thống công sự. Quân giải phóng đã rút lui trước đó. Đại đội C đã gọi máy bay đến ném bom napalm phá hủy khu vực và rút lui trước khi chiều tối. Ngày 5 tháng 12, quân Úc lại tiếp tục càn quét lùng sục khu trại. Các công sự bong ke của ta bị phá hủy hàng loạt bởi xe tăng của lính Úc. Đoán trước được tình hình, quân giải phóng đã rút quân và chỉ để lại một số đơn vị nhỏ tại khu doanh trại để cầm chân địch. Quân giải phóng đã chạm mặt tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 12 bộ binh Mỹ tại vùng AO Kinkoi. Hai bên đã chiến đấu quyết liệt. Trung tá Philip Bennett đã cử hai đội mang súng phun lửa đến yểm trợ quân Mỹ. Khi hành quân tại khu vực Wandai, ngày 6 tháng 10, quân Úc phát hiện nhiều kho chứa lớn lương thực, vũ khí của ta, nhưng rất ít đụng trận. Nhận định đây chính là nơi quân giải phóng đặt căn cứ với số lượng quân lớn và liên tục mở rộng hệ thống tiếp tế. Các đơn vị Úc với sự yểm trợ của xe tăng thiết giáp đã tiếp tục mở rộng tìm kiếm, tiêu diệt lực lượng ta. Nhận thức tình hình gây khó khăn, ban chỉ huy đã chỉ đạo cho quân ta rút lui khỏi mật khu về hướng Bắc từ trước đó. Lúc này, lữ đoàn 2 nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa được thả xuống AO Moose, cách căn cứ FSB Julia 20 km hướng Đông Bắc. Hai chi đoàn thuộc thiết đoàn 3 trung đoàn 11 thiết kỵ ACR của lữ đoàn 190 khinh binh Mỹ đang hoạt động ở phía đông thuộc khu vực AO Sherman. Tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 12 bộ binh được đưa vào vùng mang tên là AO Kinkoi ở phía tây. Toàn bộ đều rất ít chạm trán với quân giải phóng. Do quân Úc phát hiện một lượng lớn kho tàng và hệ thống tiếp tế, tướng Pershing đã quyết định mở rộng khu vực hành quân AO Tau's Valley. Khu vực hành quân AO Kinkoi ở Long Khánh được mở rộng ra hướng quốc lộ 51 và cặp theo sông Thị Vải chạy dài đến chiến khu rừng sát. Tiểu đoàn 4 RAR-NZ New Zealand đã thiết lập căn cứ hỏa lực SB Sandpiper. Thiết đoàn 3, trung đoàn 11, thiết kỵ ACR đã chấm dứt hoạt động ở khu vực AO Sherman và mở xuống phía tây nam là AO Shenandoah và AO Shiloh. Còn tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 12 bộ binh ở AO Kinkoi đã mở hướng tới đông bắc là AO Monterey.
Trong giai đoạn này, tuy có đến 40 cuộc chạm súng đã diễn ra, nhưng đa số đều là những cuộc chạm súng nhỏ và quân địch đã liên tục không thể nào tìm ra được quân giải phóng. Bọn chúng nói rằng đã thu được 22 vũ khí, 66 quả mìn, 153 lựu đạn, 17 cối, 26 súng B-40, 50kg thuốc nổ, 26.830 viên đạn. Các ngày tiếp theo đó, quân Úc đã tiếp tục mở rộng khu vực lục soát và chiến dịch đã kéo dài qua đến tận tháng 2 năm 1969. Trận hắc dịch tháng 2 năm 1969. Trước sự tấn công và mở rộng quy mô chiến dịch của địch, quân giải phóng tăng cường hoạt động chống phá những ngày giáp Tết 1969. Trong cuộc tấn công bằng súng cối vào khu vực đóng quân của địch, bị tiểu đoàn 4 New Zealand phát hiện hoạt động của ta, hai bên đã đánh trả ác liệt. Quân giải phóng cũng bị thiệt hại và phải rút lui. Sau trận đánh, địch đã thu hồi của ta 7 súng AK-47, 4 súng B-40, 1 súng máy 12,7 ly. Trận hắc dịch năm 1968 đã kéo dài là 78 ngày, với hàng trăm cuộc chạm súng lẻ tẻ giữa quân lính Úc và quân ta. Mặc dù quân Úc có được thế áp đảo trong các trận đánh với sự hỗ trợ hỏa lực từ nhiều xe tăng thiết giáp, lực lượng cũng đông đảo hơn, song vẫn không thể khuất phục được tinh thần chiến đấu dũng cảm, quật cường của quân dân Việt Nam. Kết thúc trận hắc dịch, quân Úc vẫn chịu không ít tổn thất. 21 lính bị tiêu diệt, 91 người bị thương, lính New Zealand có 1 người chết, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì có 31 người chết, 81 bị thương, lính Mỹ thì có 7 bị thương. Trước đó, quân giải phóng cũng từng đụng độ với quân Úc vào năm 1967, đó là trận Suối Châu Pha. Trận Suối Châu Pha năm 67 diễn ra giữa quân Úc và quân giải phóng ở khu vực phía đông hắc dịch, phía tây bắc núi đất tỉnh Phước Tuy, nay là Bà Rịa, Vũng Tàu. Trận Suối Châu Pha diễn ra ngày 6 tháng 8 năm 1967 và là một sự kiện của trận càn Ballarat trong bối cảnh vào cuối năm 1967. Trận Long Tân năm 1966 và chiến dịch Britpia đã làm suy yếu quân giải phóng trong khu vực. Chuẩn tướng Stuart Graham, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Úc số 1, tin rằng trung đoàn 275 quân giải phóng đã suy yếu và do đó đã tập trung để tiêu diệt trung đoàn 274. Giữa tháng 7 năm 1967, trên đường rút lui khỏi mật khu hắc dịch về hướng đông, trung đoàn 274 của quân giải phóng đã bị đội tình báo Úc phát hiện và đuổi theo. Quân Úc đã tổ chức một trận càn mang tên là Operation Ballarat ở khu vực phía đông bắc thị trấn hắc dịch. Ban chỉ huy Úc chỉ đạo tiểu đoàn 7 quân Hoàng gia Úc dưới sự chỉ huy của trung tá Eric Smith thiết lập nhiều vị trí đóng quân và phục kích bao vây ta từ ngày 4 tháng 8. Mục tiêu quyết tâm tiêu diệt lực lượng chủ lực của quân giải phóng Việt Nam. Phía Úc thiết kế hoạch di chuyển bằng đường bộ gây bất ngờ cho ta, án ngữ tại khu vực phía tây bắc núi đất và các chiến hào doanh trại. Để cuộc bao vây và tấn công quân giải phóng thành công, căn cứ hỏa lực Grey Fleet được thiết lập với trang bị pháo là 105 M2A2 của pháo đội dã chiến số 106. Ngoài ra còn có sự yểm trợ của pháo 155 ly M109 của tiểu đoàn pháo 2 thuộc trung đoàn 35 pháo binh Mỹ, pháo 200 ly và pháo tầm xa 175 ly cũng được phòng bị dùng khi cần thiết mở rộng cuộc tấn công. Sau khi thống nhất kế hoạch tiến công và hình thành trận địa, đội công binh số 1 nhận lệnh mở đường số 2 phía bắc núi đất. Đại đội D của tiểu đoàn 2 quân Úc 2RAR tăng cường cho chiến dịch với chi đội A thiết giáp M113 của trung đoàn 3 thiết giáp. Đại đội A dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Edward Donnell, tiểu đoàn 7 Hoàng gia Úc 7RAR đã tiến hành lục soát khu vực hắc dịch từ ngày 3 tháng 8. Lúc 10 giờ 40 ngày 6 tháng 8 đã cách Phú Mỹ 10 km về hướng đông vào khu vực suối Châu Pha mà không bị phát hiện. Quân Úc đã phát hiện một đường mòn và tiến hành phục kích. Ít phút sau, hai chiến sĩ giải phóng đi vào đường mòn và đã bị chúng phục kích. Tiếng súng nổ để lộ quân Úc. Quân Úc tiến lên nhằm tiêu diệt toán giải phóng phía sau. Quân giải phóng bắn trả dữ dội, đại đội A lâm vào cảnh nguy khốn. Donnell đã yêu cầu trung úy Ross Smith dẫn trung đội 1 để đánh bọc sườn quân giải phóng nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt. Trời bắt đầu đổ mưa, quân giải phóng áp dụng chiến thuật áp sát khiến pháo binh Mỹ bắn yểm trợ không hiệu quả. Trung úy Clark, tiền sát viên pháo binh đã phải yêu cầu pháo bắn yểm trợ chỉ cách quân Úc 50m để giải nguy đại đội A và hỏa lực của pháo binh đã giúp quân Úc chiếm ưu thế. Đến 14 giờ 30, quân giải phóng rút lui,
Các tài liệu thu được cho thấy quân giải phóng thuộc đại đội C-12, thuộc tiểu đoàn 3 trung đoàn 274, cùng trung đội trinh sát và một số quân địa phương. Ngày hôm sau, quân Úc phát hiện một doanh trại quân đội quân giải phóng cách trận đánh 900m và họ đoán rằng đó là C-12 cùng một số đơn vị khác đã chiến đấu dũng cảm nhằm cầm chân quân Úc, giúp cho các đơn vị còn lại đang ở doanh trại thoát khỏi cuộc tấn công. Trong trận suối Châu Pha, quân Úc có 5 tử trận, 1 chết do bị thương quá nặng và 20 bị thương. Quân Úc thu được 1 súng máy, 1 súng phóng lựu 40 ly, 3 súng AK-47. Trong ngày sau, quân Úc phải phá hủy một doanh trại và hệ thống hầm cỡ tiểu đoàn, nhiều gạo và thuốc men. Một điều mà ít ai biết đó là Philippines cũng đã từng gửi lính tới miền Nam Việt Nam tham chiến. Tổng cộng có khoảng 10.450 lính Philippines đã từng được gửi tới miền Nam Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo và biểu diễn nghệ thuật. Quân đội Thái Lan cũng đã từng gửi quân sang tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam trong những năm từ năm 1965 cho đến năm 1971. Thực tế, quân đội Thái Lan được cho là có nhiều hoạt động quân sự tại Lào hơn là tại miền Nam Việt Nam. Ngoài các nước kể trên, còn có Đài Loan, Brazil và Canada đã từng gửi quân lính sang tham chiến trên chiến trường miền Nam Việt Nam với nhiều vai trò và những nhiệm vụ khác nhau.